Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Hôm nay em sọ một số mẫu đồng hồ hàng bãi Nhật tức là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Em có đánh mã số và giá bán trên từng sản phẩm. Các bác ưng ý cái đồng hồ nào, mã sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn hoặc vào Zalo nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang em ship hàng toàn quốc qua bưu điện sản phẩm đồng hồ em không nhận ship cd vui lập chuyển khoản đủ giúp em sau đó cho em xin địa chỉ em bao luôn phí ship tặng nơi khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa bây giờ mình đi vào chi tiết từng sản phẩm đầu tiên đây là đồng hồ có mã số 1 giá bán là 550 ngàn size của đồng hồ là 40 cả nấm kim giờ kim phút trên đồng hồ này là kim dạ quang rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên xin, bao quạt đầu ok và em đảm bảo bộ máy chuẩn xịn của Nhật nha. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo giúp em. Dây khá dài nên mình mua về mình cứ cắt mắt theo nhu cầu. Đây, dây khá là dài luôn. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo giúp em. Bây giờ em sẽ đem đồng hồ vào bóng tối để mình thấy nó dạ quang như thế nào nha Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ có mã số 2, giá bán là 600 ngàn Size của đồng hồ là 40 cả nấm Kim giờ, kim phút, cọc số, và số trên đồng hồ này đều là dạ quang Chút xíu em sẽ đeo đồng hồ vào bóng tối cho các bác thấy kim dạ quang trên đồng hồ này nó đẹp như thế nào nha Đồng hồ dạ quang rất là tiện cho các bác theo giữa giờ vào ban đêm Xây 40 cả nấm rất là dễ lên tay của mình và đeo rất là đẹp và sang nha Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bao bộ máy chuẩn xịn của Nhật Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo giúp em Hay khi đồng hồ vào bóng tối hay là nơi ít ánh sáng thì nó sẽ dạ quang lên rất đẹp như vậy. Đây khi mình vào bóng tối hoàn toàn 100% trong bóng tối nè, nó sẽ dạ quang như vậy. Hồi nãy là em quay còn ánh sáng khoảng 30 40%, còn cái này là mình vào bóng tối tuyệt đối luôn rồi nha. Dạ quang rất là đẹp, mình đeo vào rất là sang nha dây dài nên vô tư mình mua về mình cắt dây theo nhu cầu sản phẩm tiếp theo là đồng hồ có mã số 3 size đồng hồ là 24 cả nấm giá bán là 1 triệu bộ máy và dây của đồng hồ được sản xuất tại Thụy Sĩ trên mặt đồng hồ và phía dưới cũng có đóng máy của Thụy Sĩ luôn dây rất là đẹp đồng hồ rất là sang đây là đồng hồ nữ nha các bác có thể mua về để làm quà tặng cho bà xã hay là người yêu của mình Đồng hồ rất rất là đẹp còn tương đối khá mới. Dây của đồng hồ rất là dài, mình có thể cắt mắt để phù hợp với cổ tay của người đeo nha. Quá đẹp. Tại phía dưới của đồng hồ có ghi nè. Withmatch nè, sản xuất tại Thụy Sĩ. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo giúp em. Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ có mã số 4 Giá bán là 1 triệu 3 Size có đồng hồ là 40 cả nấm Trời ơi lên tay nó đẹp xuất sắc luôn Đồng hồ 6 kim Kim giờ, kim phút, kim dây, cọc số Tất cả đều dạ quang Mẫu này đẹp xuất sắc luôn nha Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên xin Bao quạt đồng ok Em đã bảo bộ máy chuẩn xịn cho các bác sử dụng nha em tháo đồng hồ ra mình cùng xem mặt trong của đồng hồ và em đem đồng hồ này vào bóng tối để mình xem độ đẹp, độ giả quan của đồng hồ nha. Mặt đồng hồ là carbon phản xạ ánh sáng đẹp như vậy đây. Mặt carbon nha. Đây là mặt sau của đồng hồ. Thiết kế rất là đẹp, sang trọng hiện đại, mặt carbon chiếu lấp la lấp lánh luôn. Bây giờ mình cùng đem đồng hồ vào bóng tối nha Đây khuất sáng từ 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 nè Ồ oh, đẹp quá Đồng hồ nó sáng rực lên như vậy Kim giờ, kim phút, kim dây, rồi cọc số Ban ngày thì mặt carbon bắt sáng lấp lánh Thiết kế sang trọng trẻ trung hiện đại Còn ban đêm thì nó sẽ lấp la lấp lánh Giả dạ quan như vậy Quá tuyệt vời đúng không? Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ có mã số 5, C 40 cả nấm giá bán là 900 ngàn. Đồng hồ có thương hiệu xì máy chuẩn thị sĩ. Đồng hồ 6 kim, kim giờ, kim phút, kim dây và cọc số đều giả quan nha. Càng xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào zalo giúp em. Bây giờ em sẽ mang đồng hồ vào bóng tối cho các bác thấy kim giả quan trên đồng hồ nó đẹp như thế nào nha. Dạng thể thao rất là men lì đúng không? đeo vào tay rất là đẹp nha. đây đồng hồ vào trong bóng tối khoảng 40% thì nó sẽ dạ quang lên như vậy. bây giờ mình sẽ vào bóng tối hoàn toàn nha. đây mình đi từ từ vào bóng tối hoàn toàn. wow, dạ quang rất là đẹp nha. kim giờ, kim phút, cọc số đều dạ quan Ban ngày thì nhìn rất là manly, đeo rất là đẹp tai Còn ban đêm thì nó dạ quan lấp lánh đẹp như vậy các bác có nhu cầu mua đồng hồ Swatch này thì cứ liên hệ em nha Giá chỉ có 900 ngàn thôi mà bên em bao lục với ship một đồng hồ chuẩn xịn của thụy sĩ Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ có mã số 6 Giá bán là 650 ngàn Size của đồng hồ là 40 cả nấm Kim giờ, kim phút và cọc số trên đồng hồ này đều giả quan. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên xin, bao hoạt động ok. Và em đã bảo bộ máy chuẩn xịn của Nhật cho các bác sử dụng nha. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo giúp em. Giá chỉ có 650 ngàn, bên em bao luôn phí ship mà bộ máy chuẩn xịn của Nhật. Kim nó lại giả quan nữa. Quá ok để mình sử dụng cái đồng hồ như vậy đúng không? Bây giờ em sẽ mang đồng hồ vào trong bóng tối cho các bác thấy kim nó dạ quang đẹp như thế nào nha. Đây. Sau khi mang vào đồng hồ vào bóng tối hoàn toàn thì nó dạ quang rực rỡ lên như vậy. Rất là đẹp nha.